hết mọi người chụp rồi. Đây là cây pineapple guava. Trồng 10 năm rồi mà không được ăn trái lần nào hết trơn. Năm nay sao tự nhiên khí hậu thời tiết tốt thế nào mà hoa quá trời là hoa luôn. Ta hy vọng là được ăn trái. Không phải là không phải là cái cây kia nó ảnh hưởng hả? Cây palm tree á. Không, nhà nào nó cũng ừ chắc palm tree đúng rồi, cũng có thể. Không, nhưng mà mới chặt palm tree mà. Thì đó. Cũng có thể palm tree nhiều quá nó hút hết chất bổ. Nên nó không có đậu. Bây giờ năm nay quá trời bông này, bây giờ đậu này ha. Này, đây này. Hả? À, đây. Hả? Bông quá trời luôn. Lấy cái hình trước quay. Thôi được rồi, cái này nhiều bông. Hy vọng được ăn, tương lai sáng lạng. Mấy tháng? Không biết nữa, tại vì chưa được ăn lần nào hết, không biết mấy tháng, coi cho Google coi. Không biết nhà nào có giống nhà tôi không. Năm nay bông quá trời luôn. Mười mấy năm hả? 10 năm rồi. 10 năm. Ừ, 10 năm rồi đó, bây giờ mới có bông á, mới có quá chừng luôn á nha. Không, năm nào cũng có bông mà không có trái. Đầu năm nào cũng có bông mà không có trái. Bông ít lắm, bông lèo, lác đác. Năm nay thì bông quá trời luôn. Năm nay là bông quá chừng luôn. Nhà nào mà có pineapple qua quà này thì xin comment ở dưới nha. Có ai mà có trái không? Cái này là mười mấy năm, 10 năm mà chưa được ăn trái nào hết.